xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI cho hay cựu tổng thống tổ Mỹ Donald Trump đã an toàn sau khi bị ám sát hụt lần thứ hai tại sân golf của ông ở bang Florida. Cụ thể ra sao mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho hay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã an toàn sau khi bị ám sát hụt lần hai. Theo đài CNN, cụ thể một tay súng đã ẩn núp trong bụi rậm gần sân gốc của ông Trump ở thành phố West Palm Beach, Florida và nổ súng lúc ông Trump đang có mặt trên sân gốc. Giới chức Mỹ cho hay đã bắt một nghi phạm bị phát hiện cùng với một khẩu súng AK-47 ở bên ngoài câu lạc bộ gốc quốc tế Trump nghi phạm đã bỏ chạy bằng ô tô thể thao đa dụng SUV màu đen trước khi bị các nhân viên mật vụ Mỹ bắt giữ. Được biết là các đặc vụ Mỹ đã giao chiến với tay súng và bắn 4 viên đạn về phía tay súng. Cảnh sát trưởng thành phố West Palm Beach, ông Rick Bradshaw cho biết tay súng đã bị phát hiện ở vị trí cách ông trăm khoảng 365 đến 457 m Sau đó, thì chính quyền đã gửi cảnh báo đến cơ quan toàn tiểu bang với thông tin về chiếc xe. Nghi phạm sau đó bị bắt trên đường i 95 khi đang tẩu thoát. Chúng tôi hiện đang giam giữ một người, ông Bradshaw nói. Sau vụ việc ông Trump bị ám sát hụt, cựu Tổng thống xác nhận rằng ông vẫn an toàn và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, Stephen Chuong người phát ngôn của nhóm vận động tranh cử của ông Trump nói, cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn sau vụ nổ súng gần ông, hiện tại chưa có thêm thông tin chi tiết. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trump vẫn an toàn. Con trai của ông Trump dẫn nguồn cơ quan thực thi luật pháp địa phương cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng AK-47 trong bụi rậm và bắt giữ một nghi phạm. Các mật vụ đã đưa ông Trump khỏi hiện trường tới nơi an toàn ngay sau khi xảy ra vụ việc. Sở Cảnh sát địa phương cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vụ nổ súng này. Ứng viên Đảng Cộng hòa đã sớm lên tiếng đảm bảo với những người ủng hộ rằng ông an toàn, có tiếng súng nổ gần tôi nhưng trước khi tin đồn bắt đầu lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này trước. Tôi an toàn và khỏe mạnh, ông Trump viết trong một email gây quỹ vào buổi chiều cùng ngày. Trong khi đó thì đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết ông vẫn an toàn sau vụ việc nhưng không nêu chi tiết. Nhà trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm vì ông Trump đã an toàn. Trên mạng xã hội X, bà Harris khẳng định bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ. Ông Biden và Harris cả hai đều đang ở Washington DC và không có sự kiện công khai nào vào ngày 15 tháng 9 sẽ được cập nhật thêm thông tin sớm. Vụ việc là âm mưu ám sát thứ hai nhắm vào ông Trump chỉ trong hơn 2 tháng qua. Trước đó, ngày 13 tháng 7, ông Trump đã bị một tay súng tấn công khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Kính thưa quý vị, sau cuộc tranh luận thành công vào tối ngày 10 tháng 9 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hiện đang tiếp tục nới rộng khoảng cách với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo khảo sát của Reuters IPSOS, công bố ngày 12 tháng 9, tỷ lệ ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân Chủ, hiện là 47%, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump là 42%. Như vậy, bà Harris đang dẫn trước 5 điểm so với tranh lệch 4 điểm trước đó. Trong số những người trả lời khảo sát, 53% người nói bà Harris đã thắng tranh luận, trong khi tỷ số này đối với ông Trump là 24%. Số còn lại không có câu trả lời hoặc cho rằng không có ai chiến thắng. Mặt khác có khoảng 52% người đánh giá ông Trump vấp váp và thiếu sắc bén trong khi tỷ lệ này với bà Harris chỉ là 21%. Khoảng 52% cử tri nói bà Harris tạo được ấn tượng tốt. Được biết vào tối ngày 10 tháng 9, ông Trump và bà Harris đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Chưa đầy 2 tháng trước ngày bầu cử, cuộc tranh luận thu hút hơn 67 triệu người xem, vượt xa con số 51 triệu người theo dõi cuộc tranh luận giữa ông Trump và tổng thống đương nhiệm Joe Biden hồi cuối tháng 6. Theo một quan chức trong đội ngũ tranh cử của bà Harris cho biết, sau cuộc tranh luận chiến dịch của bà đã nhận được số tiền quyên góp 47 triệu đô la trong vòng 24 giờ. Đây là khoản tiền ủng hộ chiến dịch của bà Harris từ khoảng 600.000 nhà tài trợ. Đội ngũ của bà Harris cũng cho hay, lấy đà từ cuộc tranh luận thành công chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống, sẽ bước vào giai đoạn chạy đua quyết liệt hơn. Cụ thể, đội ngũ của bà sẽ tung ra chiến dịch quảng cáo mới và tập trung cho các bang chiến địa quan trọng. Không dừng lại ở đó, chiến dịch của bà Harris cũng liên tục hối thúc ông Trump đồng ý tranh luận lần hai. Tuy nhiên trên mạng xã hội Truth Social, hôm ngày 12 tháng 9, ông Trump cho biết sẽ không tham gia cuộc tranh luận nào nữa với Phó Tổng thống. Dù Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là thể hiện tốt hơn đối thủ Donald Trump trong cuộc tranh luận, tuy nhiên, theo giới chuyên gia nhận định, tác động của sự kiện tới kết quả bầu cử không quá lớn. Cụ thể, vào gần 3 tháng trước, cử tri Mỹ đã có dịp theo dõi cuộc tranh luận Tổng thống đáng nhớ nhất trong lịch sử hiện đại. Do màn thể hiện không mấy ấn tượng, Tổng thống Joe Biden đã phải rời bỏ cuộc đua và bàn giao nhiệm vụ cản đường vào Nhà Trắng của ông Donald Trump cho Phó tướng Kamala Harris. Giờ đây, phe Dân Chủ kỳ vọng vào một cuộc tranh luận với sức ảnh hưởng tương tự. Trong bối cảnh đa số giới quan sát chính trị Mỹ nhận định, Bà Harris đã giành chiến thắng. Theo những ý kiến lạc quan, thất bại trong cuộc tranh luận sẽ là điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện dẫn đến thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới. Dù vậy, giới phân tích chính trị Mỹ cũng đồng loạt nhận định cuộc tranh luận khó thay đổi hoàn toàn chiều hướng lựa chọn của cử tri Mỹ. Theo đó, tờ The Hill bình luận rằng ít có khả năng một cuộc tranh luận có thể quyết định kết quả bầu cử, ngoại trừ trường hợp ông Biden rời cuộc đua. Có thể thấy kết quả của cuộc tranh luận hôm 10 tháng 9 tương đối rõ ràng. Bà Harris thể hiện tốt hơn trong đa số vấn đề, từ quyền phá thai y tế tới khí hậu. Có thể thấy ngay cả bản thân bình luận viên George Strand của Fox News, kênh tin tức có chiều hướng bảo thủ, thân Cộng Hòa cũng phải thừa nhận bà Harris giành chiến thắng áp đảo trước ông Trump. Dù cáo buộc hai người dẫn chương trình của ABC News đơn vị tổ chức của tranh luận thiên vị ứng cử viên dân chủ, nhận xét về bà Harris, ông Schoen cho biết dù bà Harris rõ ràng đã thắng cuộc tranh luận không thể để khẳng định rằng sự kiện này vốn chỉ diễn ra 56 ngày trước cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng một cách căn bản tới kết quả ngày 5 tháng 11 tới. Đồng thời cũng theo ông Schoen, ông Trump đã truyền tải trực tiếp thông điệp của mình tới các nhóm cử tri ủng hộ. Bên cạnh đó các cử tri Cộng Hòa cũng cho rằng ABC News thiên vị bà Harris Khác với các cuộc tranh luận trước đây, bên cạnh đặt câu hỏi, hai người dẫn chương trình còn kiểm tra lại thông tin được các ứng cử viên đưa ra. Đây là điều khiến ông Trump và phe Cộng hòa không hài lòng. Tuy vậy, ông Trump nhận định dù ông Trump trong tối ngày 10 tháng 9 dường như là một con người khác so với ông ấy hồi tháng 6, nhưng ý của ông ấy vẫn tương tự. Nhiều cử tri đồng ý với đánh giá của ông ấy về tình hình đất nước hiện nay. Trên thực tế, trong lịch sử nước Mỹ, các cuộc tranh luận trước thềm bầu cử hiếm khi gây ra ảnh hưởng lớn tới cục diện bầu cử nói chung. Cụ thể như hồi năm 2016, bà Hillary Clinton được coi là người chiến thắng trong cả ba cuộc tranh luận trước ông Trump. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn là thắng lợi của ứng cử viên Cộng Hòa trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà quan sát. Theo tờ The Hill dẫn một nghiên cứu về các cuộc tranh luận bầu cử Mỹ từ năm 1988 tới năm 2004 cho thấy tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên chỉ thay đổi trung bình 1% sau tranh luận. Trong khi đó, công ty tư vấn Garnap cho biết chỉ có hai cuộc tranh luận năm 1960 và 2000 ảnh hưởng đáng kể tới kết quả bầu cử. Hiện chưa rõ liệu ông Trump và bà Harris có tổ chức thêm cuộc tranh luận nào trước thêm bầu cử nữa hay không sau khi giành thắng lợi áp đảo trước ông Biden hồi tháng 6. Ông Trump dường như muốn ép bà Harris tham gia nhiều cuộc tranh luận để phát huy đà thắng lợi. Tuy nhiên, bản thân bà Harris đã từ chối một đề nghị của Fox News hồi tháng 9. Trước cuộc tranh luận vừa qua, chiến dịch của ông Trump cho biết vị cựu tổng thống đã chấp nhận lời mời tham gia tranh luận của Fox News và NBC News trong khi bà Harris chưa đồng ý. Dù vậy, trả lời phỏng vấn sau cuộc tranh luận, ông Trump tỏ vẻ không cam kết. Theo đó, khi trả lời phỏng vấn tờ Fox News, ông Trump cho biết khi đã thắng tranh luận bản thân ông không nghĩ rằng sẽ muốn tham gia một cuộc tranh luận khác. Một số quan chức nhà tài trợ và cố vấn đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình. Ông Trump nói với chương trình First and Friends hôm 11 tháng 9: Tôi nghĩ đó là một trong những cuộc tranh luận hay của tôi, có thể là cuộc tranh luận hay nhất của tôi. Ông nói thêm, không chắc liệu có tham gia một cuộc tranh luận khác hay không. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh nổi tiếng của ông Trump là một trong số ít lãnh đạo đảng công khai nói rằng màn thể hiện của ông Trump là tệ. Ông Graham cho hay cơ hội đã bị bỏ lỡ, đồng thời nói thêm, cựu Tổng thống đã không tập trung và mất cơ hội để quảng bá thành tích của mình. Ông Chris Christie, cựu đồng minh của ông Trump, cho biết bà Harris đã chuẩn bị rất kỹ, trong khi ông Trump thì không. Ông Christie người đã giúp ông Trump chuẩn bị cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử năm 2016 cho biết, bất kỳ ai chuẩn bị bài tranh luận cho ông Donald Trump đều nên bị sa thải. Ông ta thể hiện không hay chút nào lần này. Chiến dịch tranh cử của ông Trump không trả lời câu hỏi liệu có thay đổi nhóm tranh luận của ông Trump hay không. Khoảng 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử và chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu sớm ở một số bang. Cuộc tranh luận đã mang đến cơ hội hiếm hoi để các ứng cử viên tổng thống thể hiện trước hàng chục triệu người xem truyền hình. Sáu nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa và ba cố vấn của ông Trump nghĩ rằng bà Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận chủ yếu là do ông Trump không thể giữ vững lập trường. Hai cố vấn của ông Trump tỏ ra nghi ngờ cuộc tranh luận sẽ làm thay đổi cuộc thăm dò ý kiến. Nội bộ Đảng Cộng hòa xuất hiện bất đồng sau phiên tranh luận giữa ông Trump và bà Harris, nhiều thành viên đảng chỉ trích đội ngũ của ông Trump đã không chuẩn bị tốt. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nội bộ Đảng Cộng hòa đang chỉ trích nhau sau cuộc tranh luận của ông Trump với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 10 tháng 9. Trong hơn 90 phút tranh luận, ông Trump bị cho là đã nhiều lần rơi vào bẫy của bà Harris và phải vật lộn để truyền tải thông điệp trong khi đó, bà Harris dường như dùng mọi cách để chọc tức ông Trump ở loạt vấn đề như dự án 2025 nghỉa mai đám đông tại các cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống. Ngay sau phiên tranh luận, ông Trump và các đồng minh đã chỉ trích những người điều phối chương trình tranh luận. Cáo buộc đài ABC News, đơn vị tổ chức phiên tranh luận đã kiểm tra sự thật các câu trả lời của ông một cách không công bằng so với đối thủ chính trị của ông. Ông Trump nói đó là cuộc đấu một trọi ba, đó là một thỏa thuận gian lận như tôi đã nghĩ. Một trọi ba trở thành khẩu hiệu của phe cánh hữu khi Đảng Cộng Hòa tìm cách mô tả những người điều phối cuộc tranh luận là thiên vị chống lại ông Trump. Cựu hạ nghị sĩ Tunji Gabbad, người đã giúp cho ông Trump chuẩn bị tranh luận, chia sẻ Cuộc tranh luận này là cuộc đấu một trọi ba. Những người điều phối chương trình ABC News rõ ràng đang ủng hộ bà Kamala Harris. Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói, câu hỏi dành cho ông Trump theo nghĩa đen là tại sao ông lại làm điều khủng khiếp đó và câu hỏi dành cho bà Harris là bà nghĩ gì về điều khủng khiếp mà ông Trump đã nói. Trong khi đó một số thành viên Đảng Cộng hòa thừa nhận rằng gốc rễ của các vấn đề của ông Trump không phải là những người điều phối và quay sang chỉ trích các cố vấn của ông Trump, nói rằng cựu tổng thống đã không chuẩn bị tốt cho phiên tranh luận cựu tổng thống từ lâu đã tránh các cuộc tranh luận giả truyền thống thay vào đó là tổ chức các cuộc vận động tranh cử và thảo luận chính sách với các trợ lý một số thành viên khác của đảng cộng hòa cho rằng ông trump đã không nhất quán trong việc liên kết bà harris với tổng thống mỹ joe biden cho đến những phút cuối của cuộc tranh luận